sẵn toàn bộ cuộc sống như thế. Hờ bước dài người phía trước, hai tay nắm cái bàn chân tương phải của mình, dùng lực của hai tay bẻ ngược cổ chân lại. Để được một tí sức khỏe thì vật vã lắm các em nhỉ, đơn giản thôi. Nhưng mà thôi, nếu mà tập như này mà không phải uống thuốc thì không dùng. Thì rõ ràng là như thế được quá. Phải đau lớn thì không phải uống thuốc, còn nếu mà không muốn đau lớn thì sẽ cứ tốn tiền thuốc của mình. Đúng rồi, xác định được. Cái gì mà bạn đặt đặt mà cứ đấy là cái gì? Đấy là còn không dùng thuốc đấy. Rồi không dùng thuốc thì với ấn vào cái gì? Thế rồi. Rồi nâng hai tay vươn cao lên, hít sâu, kéo giãn toàn bộ cuộc sống ngay phía bên trên. Thở ra luồn tay bên trái vào trong chân trái, hai tay gặp nhau phía sau lưng, tay trái luồn bên trong, gặp nhau phía sau lưng. Hôm nay ngày xưa chị chưa tập yoga, chị còn bận. Chị này không biết con bận đi. Nghe chị nói đấy. Vậy cũng tập luôn. Ôi dồi, chị bé còn bị liệt lửa người rồi. Xong rồi đi mày ta ấn cái gì diện chặt cho. Ôi, chị nâng chân bên trái lên khỏi phải, lên khỏi sàn, cách sàn khoảng 10 cm. Ôi, ngày nào cũng phải uống thuốc, cứ vài ngày này uống thuốc. Tạm biệt thuốc 11 năm nay rồi. Chúc mà chị bị gì? Chị bị thoát vị đĩa đệm, rối loạn tiêu hóa. Cứ nốt spa, cứ tìm em uống uống gọi là